Dạ, Chào bạn. Trong video ngày hôm nay văn sẽ chia sẻ với các bạn về đặc điểm thứ hai của tiền bạc. Thì trong cái video này văn sẽ chia thành hai phần. Ở phần đầu văn sẽ chia sẻ với các bạn năm cái dẫn chứng để cho thấy vì sao lại có cái lý do thứ hai này. Còn ở phần cuối của video văn sẽ chia sẻ với các bạn một cái phương pháp để thu hút tiền bạc nó có tên là Arigato in và Arigato out. Trước khi bắt đầu cái nội dung của video ngày hôm nay á, thì Văn chia sẻ với các bạn một mẹo đó là nếu bạn nào muốn xem lại tất cả những cái video về luật hấp dẫn tiền bạc mà Văn đã làm á, thì ở bên dưới video các bạn sẽ có thấy một cái dấu thăng đó là LHD tiền bạc thì các bạn hãy bấm vào cái dấu thăng đó thì sẽ hiện ra tất cả những cái video Văn đã làm về chủ đề luật hấp dẫn tiền bạc Đặc điểm thứ hai của tiền bạc mà hôm nay Văn muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tiền bạc thích lòng biết ơn Cái dẫn chứng đầu tiên cho thấy lý do vì sao tiền bạc lại thích lòng biết ơn, đó là về cuốn sách The Magic của bà Rhonda Byrne. Bà Rhonda Byrne là tác giả nổi tiếng của ba cuốn sách về luật hấp dẫn mà hầu như bạn nào mới tìm hiểu về luật hấp dẫn đều đã đọc qua, đó là ba cuốn sách là The Magic, The Secret và The Power. Trong cuốn sách The Magic của bà, thì bà có chia sẻ một cái phương pháp gọi là 28 ngày thực hành lòng biết ơn thì cái phương pháp này Văn đã có làm một cái video hướng dẫn rồi thì bạn nào muốn xem á, thì có thể xem lại cái video đó trong 28 ngày thực hành lòng biết ơn á, thì có 3 ngày nói về chủ đề tiền bạc đó là ngày 5 tiền bạc nhiệm màu ngày 9 500 tiền bạc và ngày 17 là tấm xét nhiệm màu thì có thể các bạn sẽ thắc mắc là vì sao trong 28 ngày thực hành lòng biết ơn thì có tới 3 ngày nói về chủ đề tiền bạc thì câu trả lời đó là đây chính là những cái trải nghiệm thực tế về tiền bạc của bà Rhonda Byrne khi thực hiện lòng biết ơn trong cái giai đoạn khó khăn của bà Rhonda Byrne thì những cái hóa đơn nó liên tục nó ập tới như là tiền điện, tiền nước, tiền nhà thì bà đã sử dụng cái lòng biết ơn bằng cách là bà cầm những cái hóa đơn đó trên tay và nói lời cảm ơn với những tờ hóa đơn đó. Cảm ơn vì tôi đã có đủ tiền để thanh toán những hóa đơn này. Và bà nói với cái cảm xúc như thể là mình đã thật sự có đủ tiền để thanh toán những cái hóa đơn này. Và trong thực tế sau đó có những cái khoản tiền ngẫu nhiên đến với bà đúng lúc để bà có thể thanh toán được những cái hóa đơn đó và bà đã thực hiện nhiều lần thành công giống như vậy thì bà đã đúc kết ra cái phương pháp này và gọi nó là 500 tiền bạc và bà đã chia sẻ nó vào cái ngày thực hành thứ 9 trong chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn cái dẫn chứng thứ hai và muốn chia sẻ với các bạn đó là về việc kinh doanh bằng lòng biết ơn thì trong cái video chia sẻ về bí mật số 1 của tiền bạc á, thì Văn đã có chia sẻ với các bạn về một người chị của Văn đã kinh doanh online với một cái sản phẩm gọi là nhụy hoa nghệ tây thì đây là một cái hình thức kinh doanh theo dạng đa cấp nhưng đa cấp ở đây là đa cấp chân chính bởi vì người ta bán cái sản phẩm có giá trị đối với người tiêu dùng thì trong việc kinh doanh đa cấp á, thì mình phải cần tìm những cái người cấp dưới để cùng nhau phân phối sản phẩm với mình và từ đó hình thành một cái hệ thống kinh doanh của riêng mình nhưng mà ở việt nam á, thì cái hình thức kinh doanh đa cấp này nó lại rất nhạy cảm thì để đi tìm cái người mà kinh doanh chung cái sản phẩm với mình á thì khi mình trình bày với họ là mình có cái sản phẩm này hay lắm, mình mời họ tham gia kinh doanh chung với mình. Thì tới cuối cùng á thì mình kêu họ là phải bỏ ra một số vốn để nhập sản phẩm về bán. Và ngay khi mà người ta nghe mình phải bỏ ra một số vốn, ví dụ như là 3 triệu, 5 triệu để nhập sản phẩm về bán á thì ngay lập tức người ta lại nghĩ mình là một cái người lừa đảo và người ta tránh xa mình ra. Còn điều đặc biệt ở bà chị của Văn á thì chị của Văn không bao giờ mở lời kêu người khác tham gia kinh doanh chung sản phẩm với mình hết cái cách của chị đó làm đó là chị đó chia sẻ cái phương pháp 28 ngày thực hành lòng biết ơn ở trên Facebook của chị bằng cái hình thức là livestream. Mỗi ngày chị livestream một cái video hướng dẫn một cái ngày thực hành trong 28 ngày thực hành lòng biết ơn và cứ trong 28 ngày liên tục chị livestream chia sẻ về cái phương pháp thực hành này. Và những người họ xem cái livestream đó và họ thực hành theo những cái hướng dẫn mà chị Văn đã chia sẻ thì người ta nhận được những cái kết quả tích cực từ việc thực hành 28 ngày lòng biết ơn thì khi người ta đã nhận được những cái kết quả tích cực đó thì người ta sẽ có niềm tin đối với bà chị của Văn và khi người ta đã có cái niềm tin rồi á và người ta cũng đang muốn khởi nghiệp kinh doanh online một cái sản phẩm nào đó và người ta biết là bà chị của Văn đang kinh doanh cái sản phẩm là nhụy hoa nghệ Tây thì người ta sẽ chủ động người ta liên hệ tới chị của Văn để nhập sản phẩm về và bán và cứ như vậy á lâu lâu thì chị của Văn lại cứ chia sẻ về cái phương pháp 28 ngày thực hành lòng biết ơn này và cái mô hình kinh doanh ngày càng mở rộng ra thì đó là cái cách mà chị của văn đã áp dụng cái phương pháp lòng biết ơn vào việc kinh doanh của mình. Cái dẫn chứng thứ ba văn muốn chia sẻ cho các bạn đó là về quá trình sàng lọc. Khi các bạn muốn thu hút tiền bạc thì các bạn cần phải xác định được là ai đang tạo ra tiền cho các bạn. Nếu các bạn đang kinh doanh thì những người đang tạo ra tiền cho các bạn đó chính là đối tác cung cấp sản phẩm cho các bạn, nhân viên của các bạn và khách hàng của các bạn. Còn nếu mà các bạn đang là người đi làm công á thì người tạo ra tiền cho các bạn đó chính là sếp của các bạn là khách hàng của các bạn và là đồng nghiệp của các bạn nếu các bạn muốn thu hút tiền bạc về với các bạn thì các bạn cần phải biết ơn những người đang tạo ra tiền cho các bạn khi các bạn bắt đầu biết ơn những người đang tạo ra tiền cho các bạn thì cái quá trình sàng lọc nó bắt đầu xảy ra ban đầu khi các bạn mới bắt đầu kinh doanh thì các bạn sẽ có một cái số lượng khách hàng khó ưa và một số lượng khách hàng mà dễ thương nó ngang nhau cái số lượng đối tác giỏm và cái số lượng mà đối tác chất lượng của các bạn nó cũng sẽ ngang nhau và cái số lượng nhân viên làm được việc và cái số lượng nhân viên không làm được việc nó cũng sẽ ngang nhau nhưng khi các bạn bắt đầu các bạn biết ơn những cái người khách hàng của mình biết ơn đối tác của mình biết ơn đồng nghiệp biết ơn nhân viên của mình thì các bạn sẽ thấy ngày qua ngày á cái số lượng tốt nó sẽ tăng lên và cái số lượng xấu nó sẽ giảm xuống bởi vì khi các bạn biết ơn người khác thì các bạn cũng sẽ thu hút về cho mình những người biết ơn bạn Hồi mà Văn mới mở cái kênh YouTube về luật hấp dẫn này á thì trên kênh của Văn sẽ có hai cái đối tượng người xem. Cái đối tượng người thứ nhất á đó là họ công kích luật hấp dẫn. Họ nói luật hấp dẫn là lừa đảo, luật hấp dẫn chỉ dành cho những kẻ thích mơ mộng. Còn đối tượng thứ hai á là những người họ biết ơn vì những cái kiến thức mà Văn đã chia sẻ về luật hấp dẫn. Thì mỗi khi có cái thời gian rảnh á thì Văn lại vào kênh YouTube của mình để Văn comment văn cảm ơn những cái bạn đã xem video của Văn và thật sự ở bên trong mình á mình cũng rất là biết ơn những các bạn đã bỏ thời gian ra để xem những cái video mà mình đã làm thì nhờ như vậy á, hiện tại trên kênh của văn rất hiếm khi nhận những cái comment trái chiều về là hấp dẫn bởi vì khi văn biết ơn các bạn á thì mình cũng thu hút về cho mình những cái người xem và những cái người xem đó họ cũng biết ơn ngược lại mình thì đó là cái quá trình sàng lọc khi các bạn thực hiện lòng biết ơn trong cái việc kinh doanh của các bạn á mà các bạn có những cái khách hàng tốt những cái đối tác tốt những đồng nghiệp tốt và những nhân viên tốt thì công việc kinh doanh của các bạn nó sẽ trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều và từ đó nó cũng sẽ tạo ra rất nhiều tiền cho các bạn dẫn chứng thứ tư mà văn muốn chia sẻ với các bạn đó là về sức mạnh của lòng biết ơn trong luật hấp dẫn trong luật hấp dẫn thì phương pháp lòng biết ơn được xem là phương pháp hiệu quả nhất khi các bạn thực hiện luật hấp dẫn thì lý do vì sao phương pháp lòng biết ơn được xem là phương pháp hiệu quả nhất thì Văn đã có làm cái video giải thích ở đây thì các bạn có thể xem lại cái video này Văn sẽ để link của video bên dưới phần mô tả để các bạn có thể xem lại Và dẫn chứng thứ năm Văn muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là về phương pháp có tên là Arigato của Ken Honda Ken Honda là một tác giả người Nhật và ông là tác giả của cuốn sách Happy Money Thì ông có một cái cuộc nghiên cứu trên 12.000 người triệu phú ở Nhật Bản về cái cách mà họ tạo ra tiền như thế nào. Thì sau cái cuộc nghiên cứu đó thì câu trả lời mà ông rút ra được đó chính là Arigato do money. Hãy cảm ơn tiền của bạn. Ken Honda có một khóa học gọi là Money IQ. Thì trong cái khóa học này ông có hướng dẫn một cái phương pháp để thu hút tiền bạc gọi là Arigato in và Arigato out. Hãy cảm ơn những cái dòng tiền vào và cảm ơn những dòng tiền ra của bạn Khi các bạn chi tiền cho thứ gì thì các bạn hãy cảm ơn nó Và khi các bạn nhận tiền từ một ai đó Thì các bạn hãy cảm ơn số tiền mà các bạn đã nhận được Văn lấy ví dụ khi các bạn mua một ly cà phê Thì khi các bạn mua xong ly cà phê đó Các bạn cầm cái ly cà phê trên tay của mình Và các bạn hãy nhìn vào ly cà phê và các bạn nói cảm ơn tiền bạc Các bạn chỉ cần nói thầm trong đầu thôi là được Các bạn hãy nói thầm trong đầu một câu cảm ơn Văn lấy ví dụ như là Tôi biết ơn tiền bạc nhờ có tiền mà hôm nay tôi có thể mua được ly cà phê thơm ngon này thì đó là một câu cảm ơn mà các bạn nói thầm ở trong đầu thì một mẹo cho các bạn ở đây đó chính là khi các bạn nói cái câu cảm ơn của mình thì các bạn hãy chèn thêm những cái từ mà nó khơi gợi cảm xúc vào trong cái câu cảm ơn của mình bởi vì khi cái câu cảm ơn của bạn nó có nhiều cảm xúc thì nó chính là cái chìa khóa để giúp bạn thu hút được nhanh hơn những cái điều mà bạn muốn Ví dụ như trong cái câu trên của Văn á, thì Văn có sử dụng một cái từ khơi gợi cảm xúc, đó chính là từ rất ngon. Một ví dụ nữa cho các bạn đó là, mỗi khi mà Văn đổ xăng xong á, thì Văn thường nói lời cảm ơn trong đầu của mình đó là Tôi biết ơn tiền bạc, nhờ có tiền mà hôm nay tôi có thể đổ đầy bình xăng và đi đến những nơi mà tôi muốn. Thì đó là khi mà Văn đổ xăng xong. Còn khi mà mình ăn sáng á, ví dụ hôm nay mình ăn phở đi, thì mình sẽ nói trong đầu của mình á, là Tôi biết ơn tiền bạc, nhờ có tiền mà hôm nay tôi có một bữa ăn sáng thật là ngon thì đó là những cái cách mà mình sử dụng phương pháp arigato out là biết ơn những cái đồng tiền mà mình đã chi ra còn đối với arigato in là biết ơn những cái đồng tiền mà các bạn nhận về thì cũng tương tự như việc arigato out thì các bạn hãy cầm những cái khoản tiền mà các bạn nhận được và các bạn nói lời cảm ơn với những cái đồng tiền đó hoặc là nếu các bạn không nhận tiền mặt các bạn nhận tiền từ chuyển khoản thì các bạn hãy nhìn vào cái thông tin chuyển khoản trên điện thoại của mình và các bạn nói lời cảm ơn với những cái đồng tiền mà các bạn nhận được thì văn lấy ví dụ cho các bạn về cái cách mà văn thực hành như thế nào đó là mỗi khi mà văn nhận được tiền từ ai đó thì văn sẽ cầm cái khoản tiền đó lên và văn nói lời cảm ơn ví dụ như bạn của văn trả tiền cho văn á thì văn sẽ cầm cái khoản tiền đó lên và văn nói là cảm ơn tú đã trả tiền cho tôi đúng lúc tôi cần hoặc là chị của văn trả tiền lập trình web cho văn á thì văn sẽ nói là cảm ơn chị minh đã chuyển tiền lập trình web đúng lúc em cần thì trong cái câu á văn thường sẽ thêm cái từ là đúng lúc tôi cần vào trong cái câu đó để nó tạo nên cái sự ám thị cho câu của mình. Để sau này á mỗi khi mà mình cần tiền á thì sẽ có một cái khoản tiền ngẫu nhiên nó tới với mình đúng cái lúc mà mình cần. Thì đó là cái cách mà văn thực hành phương pháp arigato in. Cảm ơn những cái khoản tiền mà mình nhận về. Thì đó là cái đặc điểm thứ hai về tiền bạc mà trong video ngày hôm nay văn muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là tiền bạc thích lòng biết ơn. Khi các bạn biết ơn tiền bạc thì tiền bạc nó sẽ đến với các bạn Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây. Nếu các bạn có quan tâm về luật hấp dẫn thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký và cái chuông bên cạnh để nhận những cái video tiếp theo của Văn về luật hấp dẫn. Và các bạn đừng quên comment một cái câu ám thị của mình ở bên dưới để có thể tận dụng được sức mạnh của sự cộng hưởng trong luật hấp dẫn. Cảm ơn các bạn.